Máy chiên chân không được xem là thành quả đáng tự hào của đội ngũ kỹ sư thạc sĩ Vina Organic. Trong suốt 10 năm qua, Vina Organic đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến máy chiên chân không nhằm mang đến cho quý khách hàng dòng máy thiết bị chất lượng nhất. Chúng tôi tự hào là đơn vị số 1 tại Việt Nam trong việc chế tạo máy chiên chân không với những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vina Organic. Mình là Kim Hoa, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Và ngay bên cạnh ở đây chính là hai chiếc máy thuộc series máy chiên chân không số 1 Việt Nam được sản xuất bởi Vina Organic. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá dòng máy chiên chân không có những ưu điểm gì được xem là số 1 Việt Nam nhé. Có một điều mà Vina Organic còn cảnh báo đến toàn thể quý khách hàng. Hiện nay trên thị trường xuất hiện một số doanh nghiệp đã lấy hình ảnh, thông tin sản phẩm máy chiên chân không Vina Organic để sử dụng bất hợp pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Vina Organic, cũng như lừa đảo trục lợi khách hàng. Quý khách hàng xin lưu ý, hiện nay Vina Organic không có bất kỳ đại lý trung gian nào trên thị trường, nên trước khi mua sản phẩm, quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin. Máy chiên chân không Vina Organic số 1 Việt Nam được các chuyên gia khách hàng kiểm chứng trong hơn 10 năm qua. Số 1 về chất lượng, máy được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam bởi đội ngũ kỹ sư thạc sĩ Vina Organic. Để có được chất lượng số 1 như hiện tại, đội ngũ của chúng tôi đã miệt mài nghiên cứu và không ngừng thử nghiệm liên tục để cho ra đời máy chiên chân không đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được các chuyên gia trên thị trường đánh giá số 1 về chất lượng. Số 1 về năng suất, Vina Organic sản xuất đa dạng năng suất từ 1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg, 200kg hoặc lớn hơn theo yêu cầu của khách hàng. Luôn có sẵn máy mẫu để quý khách hàng tham quan và test thử sản phẩm. Số 1 về chức năng, máy chiên được hầu hết các nguyên liệu tươi để cho ra các sản phẩm sấy giòn từ rau củ, cà rốt, ớt chuông, khoai lang, khoai môn, củ sen, trái cây, chuối, mít, sa kê, táo, các loại đậu, đậu bắp, đậu đũa, đậu ve, các loại hạt, hạt sen khô, hạt sen tươi, hạt điều, hạt đậu, các loại nấm, nấm hương, nấm bào ngư, nấm rơm, cho đến thủy hải sản, cá, lươn, nhàm tôm, da cá, cùng nhiều loại nguyên liệu tươi khác. Số 1 về độ bền, máy có độ bền đã được kiểm chứng bởi tất cả các khách hàng đã sử dụng liên tục trong hơn 10 năm qua. Các khách hàng từ khắp mọi miền tổ quốc cho đến khách hàng nước ngoài như Nhật Bản đã tin dùng máy chiên chân không Vina Organic. Số 1 về công nghệ, Vina Organic hỗ trợ mạnh mẽ về quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất và nghiên cứu công nghệ sấy giòn theo yêu cầu. Từ đó quý khách hàng có thể tập trung hơn vào sản xuất, về công nghệ đã có Vina Organic lo. Số 1 về giá trị, quý khách hàng luôn nhận được giá trị máy chiên chân không Vina Organic cao hơn so với giá bán. Vina Organic cam kết bán đúng giá. Số 1 về vận hành, dòng máy chiên chân không Vina Organic vận hành tự động với màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm, hoạt động êm ái, dễ sử dụng, dễ vệ sinh và an toàn thực phẩm, phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn hiện nay như ISO, HACCP, FDA. Số 1 về tiết kiệm, phiên bản máy mới nhất được cải tiến về tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm dầu chiên lên đến 50% so với phiên bản cũ và tiết kiệm hơn 70% so với các dòng máy khác trên thị trường. Số 1 về hậu mãi, Vina Organic giao hàng, lắp đặt toàn quốc tận nơi miễn phí, bảo hành 12 tháng và dịch vụ bảo trì máy trọn đời, tặng kèm một công nghệ sấy giòn bất kỳ khi mua một hệ thống máy chiên chân không. Chính vì thế, quý khách hàng luôn yên tâm về chất lượng dịch vụ của Vina Organic hơn bao giờ hết. Vina Organic tự hào là nhà chế tạo máy chiên chân không số 1 Việt Nam. Bên cạnh máy chiên chân không, Vina Organic cam kết mang đến cho quý khách hàng những máy thiết bị sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng cao, tiện ích và bền bỉ, giúp quý khách hàng có thể khởi đầu sản xuất một cách thuận lợi nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vina Organic. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ với số hotline được hiển thị bên dưới màn hình nhé. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.